ngoài chợ mình bán con à. Với lại đằng ốc ơi, đúng lẫn rồi, nó có nhà đâu sai biểu nữa trời, tự mừng thôi. Ai, cái lưng nó cứ đào lên đào xuống, phải chi con Út nó dần mấy cái cũng đỡ. Trời ơi, mà con đâu rồi Út ơi? Dạ tôi con đây nè. Đây xí đâu ra vậy? Ủa kêu một con đứa sao hai đứa chạy ra? Ai đây? Dạ con là bé An, cháu của ông ba. Với lại hôm nay ba con kêu con đem quà sang biếu bà. Dạ biếu bà. Cảm ơn con giỏi quá. Con con là bé Diệp, cháu của bà Năm. Hôm nay mẹ con cũng biểu con mang quà sang biểu bà ạ. Ôi thế à, trời ơi giỏi quá. Vô đây ngồi chơi ha. Rồi bà lấy nước, lấy bánh đồ cho ăn nha con nha. Ủa quá ra vậy là Tết này là tụi con về quê này ăn Tết luôn ha. Dạ không, ngày mơ con về Quảng Nghĩa con thăm ông bà con. Ủa vậy hả? Con ở đây con ăn Tết với bà nha ha. Dạ cũng không được ạ. Dạ là ngày mai con về Hà Nội để thăm nội con ạ. Phải rồi. Chắc là tụi con về ngoại chắc cũng có đem quà cáp về thăm ông bà con đúng không? Dạ tụi con có một món quà rất là đặc biệt muốn tặng cho ông bà của con. Cái gì? Quà đặc biệt luôn hả? Bật mí cho bà nghe xíu được không? Dạ được ạ. Được hả? Rồi dạ, rồi tụi con tặng luôn cho bà luôn nghe. Tặng cho bà luôn. Được không? Rồi, bà ngồi nè. Quà đặc biệt gì vậy? Tặng cho bà đi. Bà nhắm mắt lại nha. Rồi, nhắm mắt lại cho phần hồi hộp nè. Quà gì đâu? Chiều ở nơi đây, chiều không thấy khói. Xuân sáng không mai thắm pháo hồng. Sao con vẫn thấy lòng rơi rớt nhớ quê nhà bếp lửa chiều. Mãi câu đồ dây trầu tàn.
này tụi con tự tập lâu lắm rồi, để tụi con về tụi con tặng cho ông bà của tụi con á. Cảm ơn con nghe, hay quá à. Sao con nhìn bà buồn vậy? Đâu có. Đây, bà đâu có buồn đâu, bà vui á, tại vì bà nghe tụi con hát cái bà vui, bà cảm động. Hát tiếp đi tụi con. Con đâu dám hẹn như người cảm ơn phần thể hiện rất là tuyệt vời của hai bé. Xin được cảm ơn diễn viên Phi Nguyễn và cũng cảm ơn diễn viên Hồng Trang, quán quân của tài tử tranh tài trong vai bà mẹ, rất xúc động. Cảm và ơn xin các bạn. Chúc mừng Hoài An với Ngọc Diệp, cảm ơn hai con. Và bây giờ xin mời gia đình Như Huy chia sẻ. What the? Thật ra là chú là một người rất là mạnh mẽ. Thôi mà. Nhưng mà riêng tiết mục này thì tụi con đã làm cho chú phải rơm rớm nước mắt rất là tuyệt vời. Kể cả về giọng hát của tụi con, nó không quá là phải phô diễn về mặt kỹ thuật quá nhiều. Nó vừa đủ, nó rất là nhẹ nhàng. Không nhất thiết phải gồng mình để diễn xuất chung với là những diễn viên chuyên nghiệp. Tụi con vẫn làm tốt cái đường dây của tụi con. Đây là một trong những tiết mục mà làm chú một lần nữa là phải rơm rớm nước mắt. Mặc dù chú rất là mạnh mẽ. Cảm ơn tụi con. Yeah. Tụi con cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ đến với một người mạnh mẽ hơn, đó chính là Huỳnh Lập. Thật ra thì bản năng Lập là một người là kiềm chế cảm xúc giỏi, vì ít khóc lắm thiệt, thật sự. Mà nghe mấy mấy bé hát thì thật sự mình bị lặng người đi. Khi mà Lập xem cái này, cái Lập tự thấy cái bản thân mình á là chưa có làm đúng với những gì mà mình đối với mẹ. Thì hiện tại là Lập đang thực hiện một dự án cá nhân, bộ phim nó 8 tập và không quay ở Sài Gòn, quyết định là kéo nguyên đoàn phim về quê quay. Thì về dưới quay thì cứ nghĩ là sẽ được gặp ba mẹ mỗi ngày. Cái mình tới mình quay, mình cứ làm mình. Cái công việc của mình là mình vừa biên kịch, mình vừa đạo diễn, mình vừa làm diễn viên nữa.
nó quá nhiều trong một cái công việc của mình đi. Cái mình làm xong mình vô mình diễn, xong mình chạy ra mình coi cái máy quay, rồi mình vô mình diễn, mình chạy ra máy quay, cho đến khi mà mình cắt máy rồi cái phát hiện ra mình chưa ăn gì hết. Cái bắt đầu hỏi đoàn phim, ủa còn gì không cho em ăn, với cũng không còn gì, tại vì ai cũng mệt, ai cũng ăn hết trơn. Trời, cái có ngày quay là mừng, là có một cảnh quay cạnh bên nhà mình luôn. Cái mình vô mình quay cái đầu đang quay, cái mẹ bưng trái cây vô, ăn đi con. Quay bỏ bỏ cái nước là con uống đi. Quay vô mệt, cái lại mẹ hỏi mệt lắm hả con, mẹ có làm yến cho con ăn nè, đồ ăn tới ngập mặt. Cái mình suy nghĩ là đúng là biết mẹ bỏ bán, mẹ bỏ làm ngày hôm đó luôn rồi. Mẹ ủa còn cái còn đồ ở trên chợ mẹ không bán hả? Nó trời bán gì được con ơi, này thấy con cực quá, mẹ nghĩ bán bữa. Tối bằng đêm bằng hôm quay cái đường kế bên cạnh, là kế bên cạnh nhà, là quay tới 3-4 giờ sáng. Quay xong rồi quay thấy ba mẹ còn ngồi ở đó coi mình quay, mà 3-4 giờ sáng không chịu ngủ. Kêu ba mẹ vô ngủ đi, trời ơi nó khuya về ảnh hưởng sức khỏe lắm. Cái ba mẹ của nó trời ơi ngủ gì, ngồi đây vui muốn chết mà thực sự biết mệt dữ lắm. Cho nên tự nhiên thấy mình không có làm tròn nghĩa vụ của mình với ba mẹ gì hết. Đi làm tối ngày, nhiều khi đang quay vậy nè, mẹ gọi điện thoại với cô không có nghe được. Rất là cảm giác là mình có lỗi với ba mẹ. Cảm ơn hai con, cảm ơn chị Trang, cảm ơn Vi Nguyễn có tiết mục này coi mà cảm giác mình nặng người lắm. Cái này Lị cũng biết, giống như mẹ Lị vậy đó. Tuyết nó lâu nó mới về. Mẹ Lị mệt lắm nhưng mà hết cứ mẹ đi đây với con, đi đây với con, đi làm này, đi liền. Nhưng mà thật sự về là ngã ra bệnh. Nhưng mà làm như là càng già thì họ lại muốn được ở gần con cái nhiều hơn. Nhưng bản thân cha mẹ cũng hiểu được con cái lớn lên phải có công việc riêng của mình. Mà hồi nãy trong bài hát này á, cái câu cuối, con mơ một ngày về bên mẹ để vui bên bếp lửa giao thừa. Ly thì không phải xa mẹ nhiều, nhưng mà có lẽ mình có gia đình rồi đó. Mình không có được mười mấy năm, mình không có được ở bên mẹ trong cái thời khắc giao thừa. Mình rất là mong, tại vì có lẽ là cái khung cảnh, cái thời khắc giao thừa đó, mình sống từ nhỏ đó, nó quen rồi á, cho nên là mình thèm lắm, mình thèm được ở cái thời khắc đó lại lắm. Cho nên là Lộc nói Ly cũng hiểu được cái tấm lòng của cha mẹ. Đôi khi công việc nó buộc mình bôn ba mình không có nhớ. Những bài hát như thế này nó một lần nữa nó nhắc nhở mình đang mà coi như là cuốn xoáy trong cái dòng đời, trong cái cuộc sống như thế này. Đôi lúc có một khoảng chừng lại để nghĩ về gia đình, nghĩ về cha mẹ của mình. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn những nhạc sĩ đã cho những bài hát rất là hay. Con mơ một ngày về bên mẹ để vui bên bên